Hà như bây giờ xin chào tất cả các bác nhé. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho các bác mấy con chảo tê pan mà không có quai nhé. Đây mã đầu tiên này là con tít xanh nhá. Đấy, con này thì để các bác nhìn kỹ đi em ạ. Này con này tác tầm 20 thôi. Đấy chóc giữa này, còn lại thì cũng ra ngoài rồi. Ra cái chóc này, chóc chảo tê pan này các bác dùng tí tã chả vấn đề gì nhá. Đấy mã đầu tiên này, con này em bán giá là 2.2 nhá. Tiếp theo này, đây con này nhé, con này là size, con này là size, con này hình như chắc phải tầm size 25 gì đấy, hay gồm con này phải 28 chẳng. Con này cao từ tầm 5 phân gì đấy, con này cao tới tầm 7 phân gì đấy. Đấy đấy các bác nhìn những vết này, cái vết này nữa, cái miệng này thì không vấn đề gì cả. Đấy còn lại đáy này, đáy nhá. Đây con này có cả đun được cả ấy nhé các bác nhé, đun được cả này, Make in France, France là Pháp ấy. Các bác này đun được cả từ nhé. Đấy đây, đây con này cả mã hiệu nó này, 05102 đấy, 801 đấy. Đấy con này thì em bán giá là 300 nhé. Tiếp theo này, con thứ ba này, con thứ ba này cũng là của gì, Tepa này, Make in France này, cũng đun từ được hết các bác nhé. Con này thì đáy đít thì đẹp hơn một chút. Hai con này thì kích thước thì bằng nhau, kích thước thì bằng nhau này. Đây con này thì có một vết như thế này này, còn lại rất là đẹp nhé. Đấy kích thước bên ngoài cũng rất là đẹp nhé. Chảo này thì các bác, nó chảo này thì nó không có tay cầm, bác nào mua về thì bác phải đi các bác kiếm cái tay cầm nhé. Cái loại này mà có tay cầm mà nữa thì chắc nó rơi mấy trăm ngàn đấy, 700-800 ngàn là chuyện bình thường nhé. Nhưng mà đây em bán với giá là không có tay cầm. Đấy, em bán giá là không có tay cầm các bác nhé, không có tay cầm. Đấy con này thì đây thêm một thế này này, con này thì cũng 300 nhé, 300. Tiếp theo con thứ tư này là cũng là một em tê pan nhé, à không phải, đây cái tê pan này các bác nhé. Con này thì đít đáy nó dày hơn này, cũng từ hết nhé. Đấy, đáy dày hơn tê pan này. Đấy cái này thì cũng đây, nói chung là chảo cũ thì không phải tránh xước được cái việc mà nó bị xước, nhưng mà đây titanium pro nhất nhé, đấy nhá, 300 nhá. Con này rất nặng nhá. Đây con này hai con này thì cao, đều cao vì con này thấp hơn một tí, em quay cho bác xem con này thấp hơn một tí nhá, nhưng mà diện tích thì cũng như vậy. À, cái bác nhìn một cái bán kính nữa này. Đấy con này thì là 320 các bác nhá, con này 320, con này có cả titanium pro đấy. Thì các bác về các bác kiếm thêm cái tay cầm kẹp đây nhá, em bán với giá này là không có tay cầm đâu. Em xem cho các bác xem lại một lần cuối này. Đây con này hơi màu xanh một chút này, con này thì là con này chảo, con này không biết có đun được từ không ấy. Đây con này, đây 220 này, 300 này, con này đun từ được các bác nhé. Đấy đây cũng 300 này. Đấy, và con này là 320 nhá. Con này có trắng titanium pro nhá. Cầm rất thích này. Đấy. Bạn nào xuất hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 39755 giúp em nhé. Cảm ơn các bác xem clip của em. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo.